Thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày về cái chủ đề đó là đường mật, dịch mật và vàng da. Thì thông qua cái chủ đề ngày hôm nay á, mình sẽ đặt một vấn đề gồm 4 câu hỏi. Thứ nhất là nơi nào đã tổng hợp ra dịch mật và trong dịch mật có gì và tác dụng của dịch mật là để làm cái gì? Và câu hỏi số 2 á, là khi mà cái dịch mật nó được tạo ra rồi á, thì nó di chuyển như thế nào? Tức nghĩa là cái đường mật đi từ trong ren đi ra ngoài và kết thúc ở đâu? Và thứ ba là nói về cái sắc tố mật. Sắc tố mật nó được tạo thành như thế nào và nguyên liệu từ đâu và cái gì nó gây vàng vàng da. Và câu hỏi thứ tư là giải thích tại sao khi tắc mật lại gây vàng da, phân lại bạc màu như là phân trắng như phân cò đó, và nước tiểu lại đậm, và hội chứng vàng da tắc mật là gì, và tam chứng Charcot và ngũ chứng Raynaud là gì. Thì chúng ta sẽ trả lời 4 câu hỏi ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái dịch mật. Nó dịch mật thì nó được tạo, nó được tiết ra một cách liên tục bởi tế bào gan với số lượng là 600 đến 1.000 ml một ngày. Và nhắc đến dịch mật thì chúng ta nói đến hai cái chức năng quan trọng của dịch mật, đó là gọi là tiêu hóa và hấp thụ mỡ. Và sự tạo ra dịch mật cũng chính là cái bài xuất một số chất quan trọng, mà chất thải quan trọng từ máu, đó là bilirubin, hemoglobin và cholesterol. Vậy thì chúng ta thấy được cái bảng này. Cái bảng này là cái thành phần bên trong của cái dịch mật. Vậy thì đầu tiên chúng ta thấy được cái là cái muối mật. Muối mật là một trong những thành phần quan trọng của cái dịch mật. Thì muối mật nó lấy nguyên liệu từ đâu và ở đâu tạo ra muối mật? Và muối mật một ngày nó tạo ra bao nhiêu gam? Đó. Và cái nhiệm vụ của muối mật là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần tiếp theo. Tiếp theo nó là bilirubin. Thì bilirubin chính là cái thành phần mà nó tạo nên màu vàng óng ánh của dịch mật, tức nghĩa là nó tạo nên sắc tố mật. Đó. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái chuyển hóa của bilirubin ở cái phần phía dưới. Còn muối và muối nước điện giải đó, thì cái thành phần này nó chứa trong dịch mật và nó được tái hấp thu bởi tế bào biểu mô của cái túi mật. Thì ý nghĩa của cái việc tái hấp thu những thành phần này nó có ý nghĩa như thế nào, chúng ta sẽ được tìm hiểu ở cái phần kế tiếp nữa. Còn cholesterol và lipid thì nó liên quan đến cái việc hình thành sỏi túi mật như thế nào, chúng ta sẽ được giải thích ở phần phía dưới. Và muối mật thì khi mà nhắc đến cái muối mật trong dịch mật á, thì chúng ta nhắc đến hai từ thôi. Cái từ là emulsify, tức nghĩa là nhũ tương hóa. Khi mà mỡ nó đến cái đoạn D2 tá tràng, nó được tiếp xúc với là cái muối mật, thì cái mỡ nó được nhũ tương hóa, tức nghĩa là cái cục mỡ lớn nó được cắt 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 ra thành những cục mỡ nhỏ, sau đó thành những hạt mỡ nhỏ. Đến một nồng độ nhất định thì những hạt mỡ nhỏ này nó liên kết với lại cái muối mật, nó tạo thành một cái phức bộ gọi là hạt micelles. Thì chính thì cái hạt micelles này nó có hai đầu, một đầu ưa nước, một đầu kỵ nước và một đầu ưa nước. Đầu ưa nước đưa ra ngoài, đầu kỵ nước đưa vào trong, và chính nhờ tạo thành cái phức hợp này, cái phức hợp mà cái hạt micelles này thì mỡ được hấp thu vào máu và theo đường máu về tĩnh mạch cửa đổ về gan. Đó. Và những câu hỏi đặt ra lúc này đó, vậy thì nếu mà không có cái muối mật, nếu không có cái muối mật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu không có muối mật thì hơn 40% mỡ không được hấp thu, mà nếu mỡ không được hấp thu thì nó kéo theo các vitamin mà nó tan trong lipid, nó tan trong dầu sẽ không được hấp thu, và đó là các vitamin là A, D, E, K. Và ở ở đây chúng ta nói đến cái vitamin K là cái vitamin mà nó liên quan đến yếu tố trong máu là 2, 7, 9, 10, và chúng ta lưu ý đến cái điều đó. Tiếp theo nữa là chúng ta qua cái hình này chúng ta sẽ nói đến cái hai chất, đó là cholecystokinin và secretin. Hai cái chất này á, nó được tiết ra thế nào và nhiệm vụ của hai chất này là như thế nào? Thì đầu tiên là axit, nó đến từ stomach, nó được tiết ra ở cái dạ dày, nó đến và nó kích thích cái thành dạ của cái tá tràng tiết ra secretin. Secretin này đó, cùng cùng lúc đó thì mỡ và amino acid nó sẽ kích thích tiết ra cholecystokinin. Nó thì nhiệm vụ của hai chất này, sau đó hai chất này được tiết ra và được thấm được hấp thu vào máu và theo dòng máu, nó làm cái nhiệm vụ thứ nhất, đó là liên quan đến cái
Cholecystokinin nó giúp cho co thắt túi mật và giãn cơ vòng ót đi đó. Và secretin đó, thì nó theo cái dòng máu nó đến và nó kích thích cái hệ thống ống mật, hệ thống ống mật trong gan và ngoài gan tiết ra một lượng dịch lớn, mà cái lượng dịch lớn, dịch này nó chứa nhiều Na cộng và HC3 trừ để nó đổ xuống D2 tá tràng, nó để đổ vào tá tràng để nó trung hòa cái lượng axit đến từ dạ dày đó. Và bên cạnh đó thì cũng có sự kích thích của dây thần kinh 10 cho cái việc mà co thắt túi mật, và đó là cái nhiệm vụ của hai chất cũng như là dây thần kinh 10 mà nó giúp cho cái việc tống xuất mật ra khỏi đường mật. Tiếp theo thì nói đến cái chu trình gan gan ruột của muối mật, thì muối mật nó được tạo, nó được gan lấy cholesterol tạo thành muối mật đó, và một ngày gan tạo 6 gram muối mật mỗi một ngày. Và sau khi mà muối mật nó được tạo ra, nó được dự trữ ở túi mật, sau đó nó được phóng thích ra khỏi đường mật, và như sau khi mà nó vào được ruột thì nó được nó đi đến tá tràng, hổng tràng, rồi hồi tràng, và nó được tái hấp thu khoảng 90 tại hồi tràng, tại tại hồi tràng được tái hấp thu khoảng 95% đó, theo theo tính mạch cửa về gan, nó thực hiện chu trình gan ruột đó, và nó được tái hấp thu lại, và nó được tiếp tục lấy đó để tiếp tục tạo tạo ra muối mật. Và 5% còn lại này nó được thải ra phân, và 5% này trước khi thải ra phân thì nó đã tham gia cái chu trình gan ruột của muối mật này là khoảng 17 lần rồi thì nó mới được thải ra ngoài. Và cũng có xuất hiện một lượng nhỏ muối mật bên trong nước tiểu. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái đường mật. Đường mật thì chúng ta sẽ chia thành đường mật trong gan và đường mật ngoài gan. Đường mật ngoài gan lại chia thành đường mật chính và đường mật phụ. Đường mật chính là đường mật không được cắt, còn đường đường mật phụ là đường mật được cắt. Thì đường mật nó như thế nào thì chúng ta xem cái sơ đồ này. Cái sơ đồ này là nó thể hiện đường mật từ nơi bắt đầu cho đến nơi kết thúc, thì bắt đầu là bắt đầu từ vi quản mật, sau đó vi mật mới từ vi quản mật mới đổ vào tiểu quản mật. Tiểu quản mật nó mới đổ vào ống mật. Đến ống mật là kết thúc đường mật trong gan, và đến ống gan. Ống gan là bắt đầu của đường mật ngoài gan. Ống gan thì có ống ngăn phải và ống ngăn trái. Ống ngăn phải và ống ngăn trái nó hợp lại tạo thành ống ngăn chung. Ống ngăn chung đi được một đoạn nó hợp với ống túi mật đổ vào ống mật chủ. Ống mật chủ đi một đoạn hợp với lại cái ống thị chính, nó chập thành, nó hợp thành, nó tạo thành cái bóng gan tị và đổ vào D2 tá tràng tại nhu tá lớn. Nó hệ thống của đường mật từ từ trong gan cho đến cái nơi mà nó đổ ra. Vậy thì cái đường mật trong gan nó biểu hiện như thế nào? Để biết được cái đường mật trong gan như thế nào thì chúng ta phải tìm hiểu một cái tiểu thị gan nó bao gồm những cái gì và đường mật nó nằm như thế nào trong một cái tiểu thị gan. Ở đây thì hình ảnh rất đẹp đó, về một cái tiểu thị gan nha. Thì trong một cái tiểu thị gan nó bao gồm những thành phần nào thì chúng ta xem. Một cái tiểu thị gan nó bao gồm, thứ nhất là cái son gan, hay còn gọi là mao mạch dạng dạng son, hay là mao mạch hình nan hoa. Nơi đây là nơi mà nó nhận máu từ động mạch gan giàu oxy và tĩnh mạch cửa giàu chất dinh dưỡng. Sau khi trộn lại từ hai nguồn này thì nó đổ vô tĩnh mạch trung tâm và thành son. Nó có tế bào Kupffer mà là tế bào, cũng là cái tế bào mà nó thực hiện chức năng thực bào, và bên cạnh đó cũng có tế bào nội mô. Thứ hai đó là khoảng cửa. Khoảng cửa thì nơi đây là nó có bộ ba cửa, đó là ống mật trong gan, động mạch gan và tĩnh mạch cửa. Thứ ba đó là nói về cái khoảng disc. Khoảng disc là nơi ngăn cách giữa tế bào gan và son gan. Và thứ tư đó là tế bào gan. Thứ năm đó là vi quản mật. Vi quản mật bản thân nó không có cái thành riêng, mà nó mượn, nó nhờ vào cái màng bào tương của tế bào gan nó tạo thành cái thành nó, chứ nó không có vào cái thành riêng. Đây là một cái tiểu thị gan. Và khi mà đây là cái đường mật trong trong gan nè. Cho nên khi mà gan nó bị, tế bào gan nó bị tổn thương gì đó, nó căng phồng lên, nó phù nề lên, thì nó chèn ép vào cái đường mật này, nó chèn ép vào vi quản mật, chèn ép vào các cái đường mật trong gan này, và chúng ta thấy được là nó làm cho tắc mật, tắc đường mật trong gan. Và nó được hiện như thế nào thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ở cái phần tiếp theo. Nó phải à, như vậy thì chúng ta đã thấy được cái đường mật trong gan như thế nào rồi. Thì bắt đầu ống
ống ống gan phải, ống gan trái là bắt đầu cái đường mật ngoài gan, ống gan phải, ống gan trái hợp lại thành ống gan chung, ống gan chung đi một đoạn hợp với lại ống bí mật đổ vào ống mật chủ. Vậy thì chúng ta thấy ở đây là cái đường mật phụ là túi mật và ống túi mật. Thì túi mật thể tích mà lớn nhất mà túi mật nó có thể chứa được á, là 30 đến 60 ml. Tuy nhiên thì tối thiểu cái túi mật nó có thể chứa được cái lượng mật dự trữ mà được tiết ra là khoảng 12 giờ, và cái thể tích lúc này là 400 ml. Nó mà cái việc này đó là nhờ sự tái hấp thu, đây là ý nghĩa của việc tái hấp thu muối và nước, đúng không? Và theo cái thông qua cái cách này á, mà cái dịch mật nó được cô đặc lại từ 5 đến 20 lần đó, cho nên là nó mới dự trữ được tối đa, nó mới dự trữ được cái tới thời gian là 12 giờ, là nhờ cái việc tái hấp thu muối nước cô đặc cái mật lại. Và là liên quan đến cái việc mà tái hấp thu này là chúng ta nói đến cái cơ, nói đến cái nguyên nhân mà nó hình thành nên cái sỏi trong cái túi mật. Thì có bốn nguyên nhân của cái sỏi túi mật. Thứ nhất đó, là do cái việc có việc hấp thu quá mức nước từ cái dịch mật, và hấp thu quá mức. Thứ hai là do hấp thu quá mức cái axit mật từ cái dịch mật, và thứ ba là do quá nhiều cholesterol bên trong cái dịch mật. Mà cholesterol này là do chúng ta chế độ ăn uống ta quá nhiều chất béo và dầu mỡ. Cái thứ tư là do cái sự viêm của cái tế bào biểu mô túi mật. Đó là bốn nguyên nhân mà hình thành nên cái sỏi trong túi mật. Vậy thì chúng ta sẽ nói đến cái ống mật chủ. Tiếp theo thì chúng ta ống mật chủ là đường mật chính, là đường mật chính cùng với là ống gan phải, ống gan trái, ống gan chung, ống mật chủ là đường mật chính. Thì ống mật chủ á, thì đầu tiên thì chúng ta thấy là cái ống gan chung, cái ống gan phải gan trái nó dài khoảng 1 đến 2 cm, theo đó nó hợp lại thành ống gan chung. Ống gan chung nó dài khoảng 3 cm và đường kính của nó là khoảng 5 mm. Và cái túi mật á, thì nó hình cái quả lê và nó dài từ 8 đến 10 cm và đường kính nó nhỏ hơn 5 cm. Đó, cái thành của cái túi mật á, nó nhỏ hơn 3 mm, và khi mà dày thành là nó lớn hơn 3 mm. Lúc này là có sự viêm túi mật thì thành nó mới dày lên, và cái ống của túi mật nó dài từ 1 đến 3 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái ống mật chủ. Thì ống mật chủ nó dài, bình thường nó dài là từ 7 đến 11 cm, đường kính nó thay đổi từ 5 đến 10 mm. Đó. Và hẹp nhất là ở cái bóng gan gan tị, cái bóng va te đó, là hẹp nhất là khoảng 3 mm, là nơi hẹp nhất của cái ống mật chủ. Và theo nghiên cứu đó, thì cứ mỗi thập niên sau độ tuổi 40 thì kích thước bình thường của ống mật chủ nó sẽ tăng thêm 1 mm, tức nghĩa là lúc này ta cộng thêm vào cái giá trị 5 mm. Thí dụ như là một người ở độ tuổi là 50 khỏe mạnh bình thường sẽ có kích thước của đường mật ống mật chủ của sẽ có kích thước cái ống mật chủ là 6 mm. Đó. Rồi thì áp lực á, bình thường của cái ống mật chủ á, nó từ 12 đến 20 cm nước. Và khi mà bất cứ cái lý do nào cho làm cho cái áp lực đường mật này nó tăng hơn 20 cm nước thì có nguy cơ nhiễm trùng ruột dòng, và khi mà lớn hơn 30 cm nước thì gan ngưng hoặc ngưng cái hoạt động bài tiết mật. Và liên quan đến cái ống mật chủ á, thì chúng ta sẽ nói đến hai hội chứng, đó là tam chứng Charcot và ngũ chứng Raynaud. Thì hai cái hội chứng này nó liên quan đến cái việc mà cái ống mật chủ nó bị tắc, mà nguyên nhân có thể là do sỏi hoặc do giun nó chui vào nó ở trong ống mật chủ, và sự tắc này nó kèm theo cái sự viêm đường mật tiến triển. Thì tam chứng Charcot nó bao gồm ba cái triệu chứng sau: một là đau vùng 1/4 bên phải, hai là sốt, ba là vàng da. Còn ngũ chứng Raynaud á, thì nó liên quan nó phản ánh cái việc gọi là biến chứng nhiễm trùng, nó biến chứng nhiễm trùng huyết. Nó gồm là tam chứng Charcot cộng thêm hai hai cái triệu chứng nữa là hạ huyết áp và tinh thần lú lẫn. Về vàng da nó không phải là một bệnh, nhưng nó là một cái triệu chứng thực thể mà nguyên nhân là do sự tích tụ quá nhiều bilirubin trong máu, tức nghĩa là cái chất bilirubin này nó gây vàng da. Và cái da nó thường bắt đầu vàng khi cái nồng độ bilirubin này nó tăng gấp 3 lần so so với bình thường, tăng khoảng gấp 3 lần so với bình thường. Đó. Và
Trong cái phần phần da này chúng ta cần phải đặt ra ba câu hỏi này. Tại sao phân su meconium của trẻ sơ sinh nó mới đẻ ra nó có màu xanh mà không phải là màu nâu vàng như chúng ta? Còn thứ hai đó là giải thích cái hiện tượng vàng da sinh lý trẻ sơ sinh. Và thứ ba là giá trị bilirubin bao nhiêu gọi là bệnh lý. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải nói về cái chuyển hóa của bilirubin như thế nào để giải thích được ba câu hỏi này. Thì cái đời sống hồng cầu đó là 100, một người bình thường có đời sống hồng cầu là 120 ngày, tức nghĩa là nó chết theo cái chương trình apoptosis, tức nghĩa là nó chết theo chương trình. Và khi mà nó chết, nó được đại thực bào ở võng nội mô, hệ thống võng nội mô nó giải phóng ra hemoglobin đó. Và hemoglobin này nó được hemoglobin này nó lấy hemoglobin này lấy globin và sắt quăng trở lại để cho việc tái sử dụng. Còn cái phần protoporphyrin chính nó biến thành bilirubin. Bilirubin nó có màu xanh nha. Sau đó bilirubin này nó chuyển thành bilirubin tự do hay là bilirubin chưa liên hợp hay là bilirubin gián tiếp. Và bilirubin tự do này á là nó rất độc cho cơ thể, nó không tan trong nước nhưng mà nó tan trong lipid, là nó độc cho cơ thể, đặc biệt là nó độc cho hệ thần kinh. Nó rồi sau đó bilirubin tự do này nó được albumin chuyển chở đến gan, theo máu chuyển chở đến gan, nó chuyển chở đến gan và nhờ cái enzyme UDB, nó nhờ cái enzyme UDB nó mới chuyển thành bilirubin trực tiếp hay là bilirubin liên hợp. Nó và sau khi bilirubin liên hợp này xuống gặp cái con vi khuẩn ở trong ruột đó, thì nó chuyển thành urobilinogen. Và 80% urobilinogen này á được thải theo phân dưới dạng sacrobilin và nó tạo nên cái màu vàng nâu của cái phân. Và 20% nó được quay trở lại máu. Và trong 20% này có 90% theo chu trình gan ruột trở về gan để tiếp tục tạo thành bilirubin, và 10% còn lại nó đến thận và nó tạo ra được cái màu, nó tạo ra mấy màu màu vàng cho nước tiểu, đó là urobilin. Đó là toàn bộ cái việc chuyển hóa của bilirubin. Như vậy thì chúng ta quay lại phân su. Phân su là cái phân có màu như thế này, cái dạng như thế này của đứa trẻ đó, mới sinh ra. Vậy thì định nghĩa là phân su là cái phân mà sớm nhất của đứa trẻ nó mới ra đời đó. Nó không giống như phân bình thường sau sau này, mà phân su nó chứa các thành phần mà nó nuốt trong khi nó còn ở trong cái tử cung của mẹ nó, bao gồm các chất như là tế bào biểu mô ruột nè, lông nè, chất nhầy nè, dịch ấu nè, mật nè, nước nè. Và cái phân su này nó nhầy và nó rít, nó giống như cái nhựa đường á. Thường á nó có màu gì, màu xanh đậm, màu xanh ô liu đậm mà nó không có mùi, thường hầu như nó không có mùi. Vậy thì cái màu xanh đậm này là do đâu? Cái màu xanh đậm, màu đứa trẻ mới sinh ra nó không có trong đường ruột, nó chưa đủ số lượng vi khuẩn để chuyển bilirubin trực tiếp thành cái urobilinogen. Cho nên trong phân lúc này nè, lúc này thì sẽ trong phân của đứa bé nó không có sacrobilin, cho nên nó không có cái màu vàng nâu như chúng ta được. Đó là lý do mà đứa sau phân su nó có màu xanh. Thì đứa trẻ nào mà nó mới sinh ra nó có số lượng hồng cầu là 7 đến 5 đến 7 triệu trên mm khối, 5 đến 7 triệu mm khối này. Và do sự chuyển đổi đột ngột đời sống từ bên trong từ từ bên trong thai, từ bên trong tử cung ra bên ngoài đời sống thở không khí, cộng với sự rối loạn thăng bằng tiềm tong, lúc đó thì số lượng hồng cầu nó mới vỡ, số lượng hồng cầu vỡ nhiều, mà tương ứng với đó là tăng tương ứng với nó là tăng cái nồng độ tương ứng với nó là tăng cái nồng độ bilirubin gián tiếp, giống như là bilirubin tự do. Đó. Trong khi gan của cái đứa trẻ chưa có đủ cái enzyme là UDB này để chuyển
bilirubin gián tiếp thành bilirubin trực tiếp được, cho nên là nó ứ bilirubin tự gián gián tiếp ở ở ở ở ở ngoài ở trước trước gan, cho nên là nó gây vàng da, gọi là vàng da trước gan đó. Và cái bilirubin này nó không tan trong nước, bilirubin gián tiếp không tan trong nước mà nó tan trong lipid, mà nó rất độc cho, và đặc biệt nó độc cho hệ thần kinh nó. Và thường á ở một đứa trẻ học sinh bình thường á thì nó xuất hiện sau 24 giờ, nó xuất hiện sau 24 giờ mà khi lúc vừa mới chào đời á đó. Đó, xuất hiện sau 24 giờ và nó thường tự khỏi mà không cần điều trị đến 1 đến 2 tuần. Mà trường hợp mà những đứa trẻ mà nó đẻ non á, những trường hợp đứa trẻ đẻ non thì điều trị bằng cái liệu pháp đó là chiếu chiếu đèn, mà không phải là tia UV UV nha, không phải là tia cực tím, mà chiếu chiếu đèn làm cho biến đổi cái đồng phân của làm cho biến đổi đồng phân của bilirubin tự bi tự do thào thành một cái dạng nó tan trong nước. Cho nên là sẽ giảm, khi mà chiếu đèn thì nó sẽ giảm cái vàng da. Rồi, nói về vàng vàng da ấy, thì phân loại vàng da. Vàng da nó phân thành, chúng ta chia làm ba loại, tức là vàng da trước gan, vàng da tại gan và vàng da sau gan. Vàng da trước gan á, nó còn gọi là vàng da tán huyết, tức nghĩa là bất cứ nguyên nhân gì mà nó làm cho vỡ hồng cầu một lượng lớn thì sẽ gây vàng da trước gan. Và nguyên nhân đó là thiếu máu nè, sốt rét nè, bệnh lý liên quan đến rosacea nè, và liên quan đến cái việc là vàng da của trẻ sơ sinh mà chúng ta đã giải thích ở cái phần trên. Thì cái phần cận lâm sàng á, thì chúng ta sẽ thấy cái nồng độ bilirubin chưa liên hợp, nghĩa là bilirubin tự do là sẽ tăng, cơ chế là giải thích ở trên rồi. Vậy thì tới cái phần vàng da tại gan, tức nghĩa là vàng da do tổn thương tế bào gan mà nó thường nguyên nhân là do viêm gan và xơ gan. Và cận lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy được hai cái, cả hai đều tăng luôn, tức nghĩa là vừa tự do trực tiếp và gián tiếp bilirubin trực tiếp và gián tiếp đều tăng luôn. Thì tại sao cơ chế nó lại tăng, vừa tăng bilirubin trực tiếp mà vừa tăng bilirubin gián tiếp? Thì khi mà cái tế bào gan nó bị tổn thương rồi đó, nó giảm sự kết hợp của bilirubin bilirubin tự do, nó giảm sự kết hợp cho nên dẫn đến tăng bilirubin tự tự do. Và khi mà tế bào gan nó bị tổn thương rồi đó, nó bị tổn thương rồi nó sẽ sưng nề lên, và cái tế bào gan nó sưng nề lên thì nó chèn ép vào cái đường mật, nó chèn ép vào cái vi quản mật đó, trong gan nó gây ra tắc tắc mật trong gan, dẫn đến là bilirubin trực tiếp nó tăng lên. Và đồng thời đó đó, mà khi tế bào gan nó bị tổn thương rồi, nó sẽ thiếu năng lượng để tẩy cái được cái bilirubin trực tiếp ra đường mật, và đó là nguyên nhân dẫn đến là tăng cả hai cái. Tiếp theo thì vàng da sau gan còn gọi là vàng da tắc nghẽn, tức nghĩa là tắc nghẽn cái đường mật, thường là do sỏi hay là do ung thư đường mật, hay là do ung thư gan, hay là ung thư tụy, ung thư đầu tụy, và có thể là do cái sáng sáng chu sáng lá gan đó. Và các bệnh lý liên quan tới đường mật có thể là do viêm đường mật và viêm và xơ cứng đường mật và một số cái hội chứng mà liên quan đến cái sự khiếm khuyết của bài tiết, đó là hội chứng Dubin-Johnson và hội chứng Rotor. Về cận lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ tăng cái bilirubin trực tiếp, cái cơ chế thì đã được giải thích ở phần trên. Thì nồng độ bilirubin bình thường trong máu, bilirubin đồng phần nó sẽ nhỏ hơn 1,5 mg phần trăm, còn bilirubin gián tiếp nó sẽ nhỏ hơn 2 phần 3 bilirubin toàn phần, và bilirubin trực tiếp thì nó nhỏ hơn 1 phần 3 của bilirubin toàn phần. Và vàng da sẽ rõ nếu mà nồng độ bilirubin toàn phần lớn hơn 2 mg phần trăm. Thì ta sẽ có hội chứng vàng da tắc mật, nó bao gồm vàng da niêm, hai là vàng tiểu sậm màu, nước tiểu sậm màu, ba là phân bạc màu, bốn là ngứa. Vàng da thì ta giải thích được rồi, là do bilirubin ứ đọng. Hai là tiểu màu sậm, thấy không? Khi mà tắc tắc mật thì nồng độ bilirubin trực tiếp nó sẽ tăng lên, mà nó bilirubin trực tiếp nó tan trong nước, cho nên nó tăng lên, nó là khi mà tắc mật thì nồng độ này nó tăng lại trong máu, và khi mà tăng trong máu thì nó đi đến thận và nó được lọc qua thận thì nó tan trong nước.
và nó xuất hiện trong nước tiểu, nó gây nước tiểu vàng sẫm, nó gây nước tiểu vàng sẫm. Thứ hai là phân bạc màu. Phân bạc màu bình thường thì phân có màu vàng nâu là do Jacobilin, tức nghĩa là phải Jacobilin xuất hiện. Khi mà tắc mật thì nó không có bilirubin trực tiếp xuống để chuyển đổi, chỉ xuống ruột để chuyển đổi thành urobilinogen, thì tất nhiên là sẽ không có được cái màu vàng của Jacobilin. Và thứ ba là ngứa là do ứ đọng dịch mật ở ứ đọng dịch mật lại trong máu, và nó gây kích thích các đầu mút thần kinh ở da và gây ngứa. Và ta giải thích được cái hội chứng vàng da tắc mật. Vậy thì tóm lại, đứng trước một bệnh 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 nhân vàng da thì chúng ta phải phải hiện lên trong đầu là hot liver, tức nghĩa là cái từ này để dễ nhớ, tức nghĩa là hot, đó là hemolysis. Hemolysis tức nghĩa là tán huyết, obstruction tức nghĩa là tắc nghẽn, tumor tức nghĩa là một cái khối u, và thứ tư đó là liver disease tức nghĩa là bệnh lý liên quan đến gan đó. Và tóm lại là hội chứng vàng da tắc mật là để khẳng định bệnh nhân này có tắc mật, còn tam chứng chặt cót là bệnh nhân này có vàng da tắc mật nhưng mà có xuất hiện tam chứng chặt cót, tức nghĩa là để nói rằng vị trí tắc mật là ở ống mật chủ và có viêm đường mật tiến triển. Còn ngũ chứng Raynaud là để nói đến biến chứng của nhiễm trùng huyết của tắc mật ở ống mật chủ. Và bài thuyết trình của em đến đây là hết, và cái bài này được soạn và tham khảo từ 8 nguồn tài liệu như sau. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.